Thưa quý vị, hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường hàng không nội địa tiếp tục rơi vào tình trạng thừa tải nghiêm trọng. Nhu cầu của khách hàng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của cung ứng nên đã đẩy giá vé máy bay giảm mạnh. Trên các đường bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan của Trung Quốc, tình trạng dư tải phổ biến do các hãng hàng không giá rẻ đổ tải hàng loạt, khiến mặt bằng giá vé giảm mạnh. Tốc độ tăng trưởng khách thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của cung ứng. Trong nước do tâm lý lo ngại dịch bệnh, người dân đã hủy tour, hoãn chuyến, dời ngày bay, khiến cho giá vé máy bay cũng xuống mức thấp. Các hãng hàng không phải dùng chuyến và giảm tần suất bay để giảm thiểu chi phí. Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến vẫn phức tạp ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Do đó, ngành hàng không và du lịch còn bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tâm lý sợ di chuyển. Điều này càng khiến cho giá vé ngày càng rẻ. Cũng vì vậy mà các hãng hàng không trong nước sẽ ngày càng khó khăn.